Hello, hello, good evening. Hello Hello. No problem, no problem. thầy. Em rồi. I guess that you have busy, so you didn't see my message. Từ từ. Thầy đợi em một xíu. Okay. Lucky me, I think I forget my microphone, Microphone. my earphone. Yes. Sorry, for my for this late because I don't remember. Today we have to start sooner. Yes, certainly. Okay, no problem. We have 30 minutes more. And so, how are you today? Is everything okay? Now, some this day I feel not I feel uncomfortable because I already done finish my probation time, Yeah. 2 months as labor law. But I don't know what reasons why the manager, the director has not signed the new contract for me yet. And I came to his room and I asked him, and he still said that he will discuss more with the HR. Yeah. I don't know why the I and two other people Two other colleagues. have not been signed the contract yet. I think one reason is now is in the COVID situation, so Maybe. the yeah so they want to prolong my probation, but it's illegal. I think the labor law just regulate 2 months for probations. So, how many people's are in the preparation time? How many people? Just 3 people, I and Three two others. people's. Yes. And I And also I no one is selected. yes not selected. Yes, because I in the sales department and two other in the another department. Yeah. I already I also asked one old person in my department, and she says that here even some people, one or two, I don't remember, but are also have already have even 6 months probations. I think it's not good. It's not in the labor law. 6 months And I don't probation, know. huh? That's I don't know what strange. is this company. But You know this is. this is a private company, right? This company is originate from government office, Government. government organizations, Okay. and then in 2005, they become it becomes private. Private company belong to private. So. Oh, quite strange. Yeah, and So, maybe okay, a little and bit. else after so maybe that is the final decision. Maybe that their final decision. So, do you have any other plan? I
I already asked him two times. He still said he need to exchange, you know, to discuss with a woman, you know, was the HR department just have one. Mm-hmm. Yeah, one woman, she is around 60 years old. Yes, quite strange. But I think in this times maybe the So in your thought, do you think this company can reach their target? Reach their target? Their sale targets in this time? I think I already finished. I am well done with my task. Mm-hmm. Yeah, because you know, when I came into this sales department, I already contributed a large part contribution. Okay. I say that for the sales revenue. Mm-hmm. And for other tasks, I think I satisfy them with the deadline and with the result. Mm-hmm. Quite strange. Okay. And my manager's say that you have no problem in working in my task. Yeah, and she says he told me that you should wait. 1 week and one more week and ask him again. Okay, so today is your last working day at that company, right? Today. Me? And yes, today is your last working day, and you have to wait 1 week to ask more in to get information. No, my probation time already passed over 2 weeks. Okay. Over two more weeks. Than 2 weeks, yeah. And I wait for the official contract. Okay. Maybe there are some of hidden reason we don't know. Okay, maybe we don't know the real reason. Or maybe he's busy. Quite strange. And okay. What do you think? What can you give me any suggestions for this situation? Okay, is because this is a private company, so they have some of decision is made of with no reason, just the feeling of the director or something else. So I think there are some hidden reason, and he will not tell you the real reason. Okay. Just wait and ask him again. So now you have to prepare for another plan to look for another job. Yep. Plan B. I think it's this is quite normal during this time. Maybe lots of company they want to cut off their expense. Yeah. Maybe they expand in the fourth human resources. The human is exist. Okay. Change layout. Axis. I cannot see your camera. What, really?
In my size, it's worth wow. Okay, got it. Work now. Maybe this is. Let me check. Stop preparing. Share window here. Công ty này là công ty gia đình thôi ạ, toàn mối quan hệ thôi. Ồ, Vậy là vậy rồi này. em không dám hỏi chỗ cái cô nhân sự đấy. Cô nhận hỏi cô nhân sự bảo thì cháu phải đi hỏi sếp Hiền chứ. Nhân sự bảo em À, đi hỏi sếp. đúng rồi, thường những công ty như vậy thì Công ty này toàn người à, nhà thôi này ạ. à thế. Nhưng mà cũng có điều lạ, tại sao ban đầu tiên họ như thế mà họ lại lại nhận luôn là sao? Lúc giai đoạn đầu Hai tiên. cái đứa kia vào trước em cả 10 ngày ấy, nhưng mà vẫn chưa được, vẫn chưa ký. Hai bạn kia cũng cũng vào cùng à, trước 10 ngày, nhưng mà cũng là do giới thiệu à, hay là tự ứng tuyển hay như nào? Cũng do người quen giới thiệu, cũng có anh em xa gì đó. Có mỗi em là người quen giới thiệu. Sau Ok. đó thì vào, nhưng mà em chẳng hiểu lý do gì nữa cơ. Những công ty thuộc như thế thì chúng ta cũng rất khó đoán được cái nguyên do. Ví dụ như công ty, các công ty khác thì nó rõ ràng ấy. Công ty này kiểu người nhà, xong là ông Yes. sếp này thì cũng, ông sếp này thì cũng khá nổi tiếng. Thật sự là cái ông giám đốc này thì ở ở ở Vinh này thì ai cũng biết đến. Thế Vì hả? ông ấy là đại biểu quốc hội, với cả ông rất có tiếng trong giới chính trị ạ, anh hùng lao động các kiểu gì gì đó. Thế nên là ông ấy rất là có cái chức có quyền ở đây. Nhưng mà thực ra mình nghĩ là việc mà hỏi lại cũng chỉ mang tính chất hình thức thôi, vì những người thế có thể họ có quyết định rồi. Nghĩ là có thể họ đã quyết định một cái lý do nào đó. Hoặc là vì nhất là trong cái giai đoạn này thì rất nhiều bạn đang làm ở chỗ khác cũng nghỉ việc, cũng bị cắt giảm nhân sự, nên là có thể họ xin vào những công ty người quen đâu đấy, họ lại xin vào đây chẳng hạn. Thế nên là cái đó khó nói được ha. Chào thầy. Ok. Thầy ơi, cái mic của thầy Speed thầy có thể điều up. chỉnh không? Tại tại em nghe nó không được rõ lắm. Bây giờ Ok, sao đây? nghe rõ chưa? Alo? Dạ, được rồi ạ. Ok. I will speak out loud. Splendid. Ok, we move to the lesson 11. We have this very quick lesson here. Have you read this lesson? 11. Yes, I've read it yet. Have a look, quick look. Okay, we have the quick look as well, and we will cover some of new word here. I think that you can use the word this quite suitable Hello. for girls, for suitable for women, and especially you can use these new vocabulary fruit vegetable for your kid. And I think there are some of Yeah, no new word here. common word for okay, jackfruit. Cauliflower. What does it mean, jackfruit? Meat. Yes, And papaya. cauliflower. Papaya nó đu đủ. Em Yep. đọc từ trên xuống dưới nhá. Okay. Pear. Pear, pear, Đã. pear. A pear. Purple. Yeah, pear. Hair. Pear, yes. Hair. Lê này. Apple, táo, lam, quả chanh, Lime. hoặc một quả quất Lime quất khác gì so với lam. lemon? Lemon. Chanh này là No. chanh vàng. Yes, chanh vàng thì nó cái loại chanh, nó có cái loại chanh vàng thế, nó to hơn đấy, nó không phải quả quất của mình đâu, nó to hơn đấy. Vâng, Ok, chanh đấy, vàng không ạ. phải quan trọng lắm. Quả Lime. quất là cung quất. Yeah. Peach, Peach, đào, orange, đào. cam, coconut, dừa, dragon fruit, thanh long, grapefruit, bưởi,
banana, chuối, pineapple, dứa, watermelon, dầu, mango, xoài, passion fruit, dưa leo, chanh leo, durian, sầu riêng, jackfruit, meat, cherry, celery, papaya, đu đủ, strawberry, dâu tây, avocado, là bơ, bean, sprout, bean sprout, bean sprout. Chỗ này có thiếu chữ R không thầy à? Chữ gì nhỉ? Bean sprout. No, 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 no. Cái này là giá đỗ đó. Sprout. Có chữ R. Em tưởng có chữ R. No, sprout. Chữ... nó có bị viết thiếu không nhỉ? Mình nhớ... em tưởng tra lại chính xác xem nào. Thiếu à? Thiếu chữ R ạ. Ok, mình nhìn nó cần quen. Spin. Bean sprout. Giá đỗ. Giá đỗ, cucumber. Dưa leo, broccoli là súp lơ xanh, potato, khoai tây, herbs, rau thơm, onion, hành, cabbage, bắp cải, carrot, cauliflower, súp lơ trắng, spring onion, hành lá đấy, cái hành lá ngoài miền Bắc mình hay dùng. Hành lá, mushroom, nấm, corn, ngô, garlic, tỏi, eggs, trứng, milk, sữa, cooking oil, dầu ăn, pork, thịt bò, thịt lợn. Pork, thịt lợn, yeah. Fish, cá, tofu, đậu phụ, bean, beef, thịt bò, chicken meat, thịt gà. Chicken meat, okay, so this is a food, food vocabularies. I think you can encounter this food every day, and it's quite good. So for me, there are some of new word because I don't eat this every day. For example, for me, passion fruit. I think passion is something strong feeling. Yes, fruit. Chanh leo. Okay. You know my major is agronomy. Yeah. So that's why. My major is as crop science. Crop science. Crop science. So I know the name of crop science. Okay. Okay. This is in your field, your specialty. Okay, and this is a cooking verb, how we can cook the fruit. Grill. You can see the picture here. In your family, do you have all of these cooking methods? Yes, we have. Stir fry means xào, không phải rán. Stir fry, còn deep fry là rán trong nhúng trong cả cái dầu ăn. Deep fry gần như là đổ ngập cái dầu vào thức ăn không để vào trong đó. Deep fry. Stir là đặt. Okay, stir fry. Có phải là stirring không ạ? Stirring fry hay là stir là em biết cái hoạt động từ. Stir fry, chứ không phải stirring, stir fry. Bake là nướng trong lò, okay, steam, hấp, boil, fry. For example, if maybe in other country they have some other cooking method, but in Vietnam, you can. So please tell me how we can cook our food using this method. For example, grill. Nướng. the method. You can make some full sentence using this method with plus food. For example, grill of chicken, grill pork, grilled chicken.
The method, the recipe? Yep, recipe. Okay, when I and my family want to eat pork grill, mm-hmm. BBQ, I will bring a cut a slice the pork into I will cut the pork in a slice and put yes. it in on the put it on the net. I put the pork slice on the net, I think, mm-hmm. metal net, and the net I put on the coal, the fire coal, and like reverse. Okay, and reverse the meat slice until mm-hmm. it's well cooked. Yes. Revert, or you can use roll over. Roll over. Okay. Roll over. Okay. Roll over the meat slice. Today I learned a new word, passion fruit. Chanh leo hả? Chanh leo, chanh dây hả? Chanh dây, okay. Chanh dây. Yes, quite. Passion fruit. Okay, and you have a one of your favorite food is a boiling water spinach, right? Can you repeat? One of your favorite food is spinach. Spanish. What are spinach? Spinach. Your favorite food. What is the most favorite for me here? Hmm. In the last lesson, you capture a picture. You take a picture and send spinach. A picture about spinach. mm-hmm. Okay. How can you make that food? It's easy. First, I clean the spinach vegetable, mm-hmm. and I wash it in the clean water. And take cái nồi là gì nhỉ? Tự nhiên quên. And I boil the water, and then when the water boils, I put the spinach into the okay. water, and in just 3 minutes, I take the spinach out. Mm-hmm. And place it on the dish. Mm-hmm. Between it's boiling and stir fry for the spinach, which one do you prefer? Boil and stir fry. I like stir fry spinach with the garlic. Mm-hmm. But I like the spinach water. You know the water from the boiling. Yes. Yeah. Yes, spinach. Got it.
I like to drink the spirit water with the lemon. Yes, with lemon. Hey, how can you name quả xấu in English? I don't know. Quả xấu. I don't know. Really how. Okay. Yeah, so I don't know. That is is better. I think it's better. Neither mine. Okay, this is in your field. Cooking food is a field. Whoa. You know, quả xấu. This year, I remember that last month we Vietnam export the first container of quả xấu to Australia or. Australia market. Yeah. I remember that. Australia market. Yeah. Okay. One of our mistake when we want to ask someone about the food, you all the time the Vietnamese people said, "How do you feel after eating a food? How do you feel?" Because we translate it from Vietnamese into English. We ask, how do you feel? It's not for food, it's for health, right? Yes, yes, it's for feeling. Okay. Feeling. Sorry. Like my daughter. She's my daughter. Nè. Nè, con cầm 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 cái ra chơi đi. Okay, that's children all the time. So how do you feel is the feelings, not the taste, and after we use how does it taste. Okay, please note that. No, what's the sentence? How do you how does it taste? You can see in taste. How does it taste? Oh, everybody asks us, is food, okay for you? I will ask like this. It's okay. It's okay. But okay. It's not very right. Yes, we should use a specific word. Specific. How does it taste? How does it taste? Nghĩa là mùi vị của nó như thế nào? Bạn cảm thấy cái vị nó như nào? Taste. How does it taste? Word. We have some taste like spicy, sour, tasteless là không là nhạt đấy. Tasteless là nhạt không có gì cả. Sweet ngọt quá. Salty mặn. And I think when we want to give some of compliments of food, all the people say it's very delicious. But delicious is something that general. No. Delicious is the higher level of. Is something is very special and we say delicious. If we use delicious for all the food, for example, this vegetable is delicious or this rice delicious is quite strange because this is not special. And we say tasty, so that's enough. It's tasty. Very tasty. Có cái nhiều mùi vị là ngon là được rồi. Tasty. Còn delicious là cái là ngon ở cực kỳ ngon, nó rất là cực kỳ năm đấy, sao. Nó đặc biệt từ đó thì mình mới dùng cái từ delicious vì chúng ta dịch là ngon nên thành ra là chúng ta hay dùng cái từ đấy nên là đặc biệt ngon. Yes, nếu mà chúng ta dùng từ delicious nhiều thì
người nước ngoài họ thấy là người Việt Nam mình quá dễ tính trong cái việc mà nhận xét đồ ăn, là một cái đồ ăn bình thường mà cũng delicious, không được, chỉ cần tasty, có nhiều mùi vị. Yes, Tasty. tasty. Okay. Taste. How Got does it it. taste? How does it taste and tasty? Được rồi, chúng ta sử dụng các từ đó, các tính từ, ok. I like, đây là một số cái mẫu câu, cái này chắc là em có thể, đó, delicious hoặc tasty này, the food is tasty, pizza delicious. I like it. Ok. I do like it. Taste me. Taste. Taste. The food is, I read it, right? What? What did you mean? So you asked me to read the sentence? No, no, no. Okay. You can use these structures to talk about your favorite My favorite. or yes, your favorite food, or if okay. if you want to give some of compliment about the food, this food delicious. Okay. And this is quite special. This food is out of this world, out of this world. This out of this world. Yes, không thể this collocation, out of this world. Gọi là okay. ngon ngon một cách cách xuất sắc tuyệt tuyệt hảo chưa được ăn bao giờ out đấy. This world. Out out of of this this world. World. Out of Okay, this out world. of this world. My favorite food besides spinach, I like I also like grilled pork. I often not often but I sometimes go to the grilled pork or pork, okay. Pork, yeah. Grill pork. Gogi restaurants. Yes. Gogi or BBQ or King BBQ near the Vinh Legend Street. Yeah, Legend Street and Vinh Station, Railway Station, Railway station. Yeah, railway. No. So it's the for me, grilled pork is a very grilled tasty. Pork. Yeah, grilled pork. And in yes, in Vinh cities there are lots of good restaurants. Yes, yeah, there are a lot of good restaurants. And I think all the time. For especially in the weekend, the good restaurant, if we have no reservation and we cannot enter it to taste the food, we need to have the reservation, okay, at the weekend. Okay. So the living in Vinh City is quite in a high level versus other province. Yeah, I think lifestyle here is quite modern, so the living level is higher than even my home, even my yes. province. You can see this for example we make a sum of comparison in Hanoi and in Vinh City. In Hanoi, if you have if you are a rich person, a rich family, you can spend your weekend, for example, the Saturday morning or Saturday Sunday to take your family to have breakfast outside and have some cafe and then chit chat with friends and back home. But in Vinh City, I think this is quite normal. Maybe the 80% of family can have a weekend like that. They can have breakfast outside, then go to the cafe. After that, they also have another lunch at outside.
and there are a lot of activity outside in a normal day. You know, on my some first days in my husband family, in my husband house, and I got a surprise because the people here just go went out for breakfast. They were going to a wedding. Yeah, very dressed up, very formal. Formal. Like very fashion. And my husband says that it's normal here, and you should wear like them. Because in Hanoi, when I go out for breakfast or even for lunch, I just wear very normal. Even the house clothes. Yeah. So when the living here is a higher level, is at higher level, right? Because they are normal for us. Okay. So this is the first conditional, quite easy for you. The number one, the first conditional. And you can do it by yourself. So we can switch to the listening skills right now. Okay. I think this listening exercise is quite difficult. I think so. It's quite difficult because I give some tries to listen. Here, let me share with you the. In these 2 days, I listen to the Last Daily, you know, Last Daily channel. Mm-hmm. He make videos in every country over the world, and he describe the feature and the culture of each country. Oh, okay. And his talk is quite slow. It's not fast like others. And I try to listen to him, to his video, and I catch up. I catch his meaning. That's good. Yeah, but when I move to train to the faster video, I still listen not very well. Because I think there are lots of fast video on YouTube, and especially in during the English courses, all of listening exercise is very fast, and maybe there are some words we cannot catch up. Okay, can you see my screen? Yeah. And we have to listen one or two times first. Time to eat! Coming! Oh, I'm starving! Good, good. Oh, yuck! What's that? Ah, now don't complain! But what is it? And where's Mom? Now, Mom put me in charge of dinner because she's not feeling well tonight. But what is it? And that smell. It's pizza. I just followed an old family recipe here and... Let me see that. Oh, Dad! What? You're missing the page. Well, I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry. I have plenty of experience around the house, plenty of experience cooking. That's not what Mom said. Well, wait. Here, let me try a piece first. Here, let me cool this off. Okay. Ooh, yeah. Ooh, this is great stuff.
Yeah, right. Why are you making that face? Well, it's just a little rich for me, that's all. Let me try it, Dad. Dad, you put a little too much salt in it. And besides, it's burned. Well, and what's that? Well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Oh, not another one of your surprises! Pumpkin doesn't go on pizza! So what? What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't mess up on that, Dad. Hết rồi thôi. Ok, đó là bài số 1 đó. Bây giờ nghe một lần như thế trước, em nhìn lại các câu hỏi đi. Em nhìn lại, em cứ đọc bài cái câu hỏi một lần trước đi xem nào. Mình có thể bằng cách đọc câu hỏi nhiều khi mình cũng đoán được một phần cái nội dung nào đó. Thì nghe lần thứ hai để chúng ta sẽ nhắm mới kỹ. Thường thường một số cái mình không nghe được vì là nó có nhiều cái từ mới quá ấy. Thực ra đối với bài số 1 này có khả năng là số lượng từ mới nó hơi nhiều đó. Vâng. Cũng có nhiều đoạn nói khá là nhanh, rất là khó nghe, khó đoán được. Nên là gọi là nghe và để take note thì có thể là dùng được, có thể take note được, nhưng mà take note theo dạng là chép chính tả thì mình nghĩ là sẽ khó mà mình chép được chính tả hết toàn bộ được. Yeah. They, what does the conversation mean? Được rồi, thế ơi, thầy cho em nghe lại với. Oh, ok, nghe lại nhé. Em sẽ take note. Okay. Time to eat. Coming. Oh, I'm starving. Good, good. Oh, yuck. What's that? Ah, now don't complain. But what is it? And where's Mom? Now, Mom put me in charge of dinner because she's not feeling well tonight. But what is it? And that smell. It's pizza. I just followed an old family recipe here and... Let me see that. Oh, Dad. What? You're missing the page. Well, I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry. I have plenty of experience around the house, plenty of experience cooking. That's not what Mom said. Well, wait. Here, let me try a piece first. Here, let me cool this off. Okay. Ooh, yeah. Ooh, this is great stuff. Yeah, right. Why are you making that face? Well, it's just a little rich for me, that's all. Let me try it, Dad. Dad, you put a little too much salt in it. And besides, it's burned. Well, and what's that? Well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Oh, not another one of your surprises! Pumpkin doesn't go on pizza! Well, so what? What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't mess up on that, Dad. Hi, is this gonna be for Here to Go? Okay, đoạn là của bài sau, bài 2 rồi. Yeah. Nên là vì bài này thì chúng ta chỉ có đoạn nghe và sẽ không có đoạn làm chậm lại để mình nghe nữa. Thành ra là sẽ khó, dạ, khá là khó nghe đó. Thì giờ mình sẽ nghe từng đoạn một nha. Yeah. Ok, em thích nốt là cái này nó, nội dung của đoạn này là nói về cái gì? Em thấy tóm tắt sơ bộ thế này, em đoán thế này. Nội dung của cái đoạn hội thoại giữa hai cha con này là nói thế nào? Nội dung người ta gọi để cái bánh pizza ông làm, nhưng mà thực ra thì nó không theo cái công thức mà nó có. Okay. Pizza thì
không cho bí đỏ. Uh-huh. Và người thì đây phải rồi thì hiện nay và người kim thì để có thể là thì không được nó bị một mặt nó bị cái mà ra thì có cái chuyện rất là buồn cười bởi vì biết là cái này rất là đúng là cái này không ăn à, ông có một cái face rất là biểu hiện cái face rất là buồn cười tự cười cho mình á thì sau đó thì họ đã quyết định là đi ra ngoài thì phải tập cuối thì em lại cái đoạn cuối cũng khá là khó nghe, đoạn cuối từ đó đến anh nghe anh cũng không đoán được là họ ăn ở ngoài hay ăn ở nhà đấy đoạn cuối, nhưng mà có thể mình dựa vào cái câu hỏi đoạn cuối câu số 5 mới là mình sẽ nghe thật kỹ xem họ nói cái gì và mình đoán cái câu trả lời đó, còn anh cũng không nghe được cái đoạn cuối đấy nó nói về cái gì luôn. Tức là câu cuối cùng là what do we do now, thì cô bé đấy cô nói nhanh quá, cái đoạn này nói nhanh quá, có thể là một loại thức ăn hay một cái loại gì đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có thể nghe từng đoạn một, có thể cái câu trả lời trước ha. What does the conversation imply about her mother? Em chọn đáp án nào trong cái đáp án này? Her mother busy at She's work. She's resting in bed. Okay, resting in bed. She's resting in bed. Yep. Because the father says that mother is she don't feel well today. Yes, don't feel well today. Is not feeling well today. Mother not feeling well. Mình chỉ nắm ý chính thôi rồi, mình không cần nhớ đến chi tiết như thế đâu. Khi mình chép tính tả, not feeling well. Okay, what is the first problem? Number two. The first problem is that he's not following the recipe. Yes, not following the recipe. Và câu tiếp theo nhỉ? She can tell by his non-verbal expressions. B. Mm-hmm. She can tell non-verbal expression. Em hiểu cái cụm đấy như nào? Non-verbal expression là diễn tả không bằng lời hay không? Diễn tả không diễn tả được bằng lời. Tức là biểu hiện bằng khuôn mặt và bằng một hành động gì đó không thành lời. Đúng rồi. Okay. Câu số 4, number 4. So problem is it was burn. Yes. Có một đoạn cái câu cái gì là beside burn gì đấy, có một chữ gì đó. Chắc cái gì bên cạnh burn đó. Or gì đó. Em nó bị cháy đấy. Đoạn, đoạn cuối thì có thể phải nghe kỹ mình mới biết được là chọn đáp án nào phù hợp. Nhưng mà có vẻ như là không phải là go out to eat hoặc là chắc chắn là không phải C rồi đúng không? Friend house một trong hai phương án A hoặc B thôi. Ok, bây giờ mình sẽ nghe từng đoạn một, từng câu một nha, xem là Time to eat. Coming. Oh, I'm starving. Good. Đó. Starving. Cái đoạn đó như nào? Time to eat. Nghe được rồi. Come in là hai cha con đang gọi cửa đúng không? Okay, come in. Time to eat. Đó. I'm starving. Starving. Cái chữ starving nghĩa là gì? Đang bị đói ạ. Và kiệt quệ. Okay, I'm starving. I mean, tiếp tục hả? Good. Oh, yuck! What's that? Ah, oh, gosh! What's that? Oh, chúng ta nghe lại cái từ đó không phải từ God, nhưng mà từ God thì mình đồng quan đây là nghe cái từ yuck. Oh, I'm starving! Good. Oh, yuck! What's that? Đó, nó có cái gụm y, đúng không? Nó nghe gần giống từ yuck. Hay là gọi tên bố đúng không ạ? Nếu tên bố hình như có một đoạn anh tên là Jack thì phải. Jack thì như thế chứ không phải. Cũng có thể là gần như là gọi tên bố hoặc không, nhưng mà nó có một từ là Jerk, có một cái từ Y-U-C-K. Yuck.
Or have you seen the word J E R K? J-E-R-K. Like thì không, nếu mà cái từ đó thì sẽ phải phát âm là jerk. Jerk thì cái chữ cong lưỡi nó nhiều hơn. Jerk. Còn đây là yerk. Yerk. Nó chỉ chữ không có cái uốn. Còn kia là yerk. À. Cái từ em phát âm J-E-R-K là jerk. Jerk. Đây là yerk. 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 Nó có cái cụm từ đó đó, em tra từ này. Y-U-C-K. Y-U-C-K. Khiếp quá, khủng khiếp. Jerk. Okay. Đúng rồi, từ này mới. Jerk. Jerk. Giận quá. Kinh quá, sợ quá. Sợ quá đấy. Nghe lại câu này đi thầy ơi. Nghe okay. Lại câu này cho em nghe lại vậy. Oh, I'm starving. Good, good. Oh, yuck. What's that? Now don't jerk. Jerk. Yeah. Nó giống với cái nguyên âm của nó giống với từ you đó. Yuck. Oh, yuck. What's that? Now don't yuck. Complain. But what? Don't complain, okay. What is it? And where's mom? Now, mom put that. Now don't complain. But what is it? And where's mom? Now, mom put me in charge of dinner because she's not feeling well tonight. Okay. Where's mom? Rồi. Câu sau là mom put me gì như nào? Em có nghe được cái ý của câu đấy là như nào? She put it in driving. Có một cái này sẽ có một cái cấu trúc mà mình có thể áp dụng được. And where's mom? Now, mom put me in charge of dinner because she's not feeling well tonight. In charge of dinner. Yes. Put me in charge of dinner. Like gọi là trao cái trách nhiệm bữa tối cho mình đúng không? Put in charge of. Ví dụ như là mình nói là em có thể nói là I'm in charge of salesperson chẳng hạn. Đó. Tôi có trách nhiệm là người bán hàng như thế đấy. I'm in charge, tôi trách nhiệm của tôi là gì đó. In charge of là cái cụm đó. Put me in charge of, chịu trách nhiệm là cái yes. gì đó. Yes, đúng rồi. Put me in charge of dinner. Cái câu sau thì dễ rồi ha. Còn in charge em lại đang nghe thì in like enjoy. Charge. Or in charge. Okay. In charge. Put me in charge of. Câu sau thì là do hại because mom is not feeling well thì phải đúng không? But what is it? And where's mom? Now, mom put me in charge of dinner because she's not feeling well tonight. She's not feeling well tonight. She's not feeling well tonight. Okay, but what is it? And that smell. It smells. But what is this? Một có cái từ smell đó hả? Cái từ gì đấy có thể cái mùi lạ lạ gì best smell chắc là có nghĩa là ông ấy xách cái pizza vào nó sẽ còn đang nóng nên ngửi thấy mùi đấy feeling well tonight but what is it and that smell it's pizza I just followed an old family recipe here and let me see that nào có cái câu kia là what's the smell rồi đó thì it's pizza. It's pizza. I just followed an old family recipe here and let me see that. I just followed the home pizza recipe. Okay, cái đoạn trước và đoạn sau mình đều nghe được đúng không? Pizza rồi này, đoạn sau này let me see that. Cô bé gọi nói như thế, còn cái đoạn đấy là cái gì follow gì recipe này. It's pizza. I just followed an old family recipe here and let me. I just follow our own pizza recipe. Đó, có cái từ old có một cái từ family này. It's pizza. I just followed an old family recipe here and what? I just followed Our own, I just followed an old family recipe. Old family recipe.
An old. Old family recipe. Cái công thức của một cái gia đình old family. Ủa? Lâu đời à? Yes. Old followed. Family. Family nhớ, recipe. Nghe kỹ cái từ followed có cái âm... Nó không cái chữ D ở cuối nhưng nó sẽ nối sang cái chữ an old family. Followed an recipe. Old family. It's pizza! I just followed an old family recipe. Đó. Followed an... Follow the Follow it's pizza. I just followed an old family recipe here and let me see. Follow an old family recipe. It's pizza. I just followed an old family recipe here and let me see that. Let me see that. Okay, những cái câu đấy dễ rồi vì mình nghe nhiều. Oh, Dad. What? Oh, Dad. Oh, Dad. What? Okay. Dad. You're missing the page. Oh, wait. Missing the pen. You missing the Oh, Dad. What? You're missing the page. Oh, wait. Let me see. You're missing. Cái từ you đó missing. Là you sẽ không nghe rõ thành chữ you are mà you're. Hôm trước mình có cái cụm đó nha. You're no, missing. Yeah, yeah. Cái you're tắc missing. Đó. You're missing. Oh, Chad. What? You're missing the page. Oh, wait. Well, I could. You missing the... Okay, missing the pain. Cái từ pain này thì nó cũng có một nghĩa là hình như là chữ pain ấy, thường thường mình chỉ học một cái nghĩa là nỗi đau thì phải. Nhưng mà cái chữ pain ấy, no pain no gain ấy, nhưng mà pain nó còn có một cái nghĩa khác là hình như một cái nghĩa mang máng nó là cái hương vị trộn vào thức ăn thì phải. Pain là cái chảo thôi. Pain. Pan hả? Missing the pan hả? Pan. Mình nghe lại cái cụm từ đó là cái từ an hay từ a hả? Pan. What? You're missing the page. Oh, wait, oh, wait. A. Oh, Chad. What? You're missing the page. Oh, wait, oh, well, I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry, I Cái đoạn sau là nó không nhìn thấy em thấy câu 2 thì có cái đáp án trả lời là B ấy. Để chắc vậy yes. Có thể là câu yes. B rồi thế ạ. I know. Missing the right pan to pan. Cook. He's missing the right pan. Pan. To cook the pizza. Mình thử xem nào. Cái câu 2. Not following the recipe. Ở trong câu 2 cái đoạn đấy là không nhìn thấy cái đoạn cái trang số 2 của cái tờ công thức. Đấy thôi. Mình sẽ nghe tiếp nghe lại cho nó ha. Pen. Không phải. Pen. Missing the pen. Okay, nghe có lý hơn đó. Missing the pen. Như cái chỗ đấy bạn ấy. Nhưng mà làm pizza sao lại dùng từ sao lại dùng cái chảo à? Có chứ, khi mà nướng mà dùng chảo để nướng được mà. Có nhiều người thì họ có thể nướng bằng ví dụ như nhà mình như này, nhà mình thi thoảng vẫn mua cái pizza làm sẵn xong về nhà dùng chính cái chảo của mình để nướng mà. Nếu mà không có lò nướng dùng chảo để nướng được. Đặt lên cái chảo và mình đặt lên cái bếp. Missing the right pan. Thì tức là đã dùng sai cái chảo đúng không? Ở trong cái câu đáp án 2. Right pan to cook the pizza. Pan. I just followed an old family recipe here and let me see that. Oh, Chad. What? You're
missing a page. Well, I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry. I have plenty of experience around the house, plenty of experience cooking. That's not what Mom said. Câu đó, khả năng cao nó là cái đáp án B đấy hả? Không nhìn thấy chen. Nhưng mà thực ra cũng có thể là xem cái câu vì cái đoạn second đó cái anh ấy nói là không, cái đoạn sau là second page. You're missing page. The page. Well, I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry. No, I couldn't find the second page of recipe. Recipe. Cái trang số 2 của cái tờ công thức ấy. I couldn't find the page. Đáp án là câu A thầy. Chad. What? You're missing the page. I couldn't find the second page of the recipe, but don't... Second page of the recipe. Câu trả lời not following the recipe. Vậy là số A. Nhưng mà có cái từ của cái cô bé đấy, cô nói là missing cái gì này, hơi khó nghe nhỉ. Page. Tuy nhiên là có page. Danh từ cái từ paint thì không phải, right can. Ok, khả năng cao cái từ đó vẫn là right can. Thì nói nhanh quá, từ pen và paint hơi gần nhau, A và N. Yeah. Quá. It's pizza. I just followed an old family recipe here and... Let me see that. Oh, Chad! What? You're missing the page. Well, I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry. I have plenty of experience around the... Plenty. Nghe tiếp đoạn sau nè. Plenty. Chad! What? You're missing the page. I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry. I have plenty of experience around the house. Plenty. Câu đó là plenty gì? Nghe nào. I have plenty experience. Plenty. Từ đó là... hình như là plenty explain about the house. I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry, I have plenty of experience around the house. Plenty experience around the house. Cái câu này thì có thể nghĩa rằng là làm thì cái từ trên khi nãy thì đúng, em nghĩ nó là đúng đấy, cái từ pen là không tìm được cái chảo, nhưng mà có thể là anh này nói là anh có nhiều kinh nghiệm quanh nhà nên anh sẽ tìm thấy cái chảo để nó dễ hơn hay sao. Ok, mình nghe tiếp thì mình đoán. I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry, I have plenty of experience around the house, plenty of experience cooking. That's not what Mom said. Well, wait. No. Cái câu đó hả? Nghe lại. Plenty experience around the house. Plenty experience. Experience around cooking. The house. Plenty of experience cooking. That's not. No, plenty. Around the house. Around the house. Around the house. Và cái chữ plenty ở plenty đầu thì nó rõ cái chữ T, nhưng plenty tiếp theo plenty. Page. I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry, I have plenty of experience around the house, plenty of experience cooking. That's not what Mom said. Well, wait. Has the mom said? And I have plenty of experience around the house, plenty of experience cooking. That's not what Mom said. Well, wait. Here, let me try a piece first. That of the mom said. Cái gì đó hả? Hình như đang cô bé này nói là Not the mom said. Chad! What? You're missing the page. I couldn't find the second page of the recipe, but don't worry, I have plenty of experience around the house, plenty of experience cooking. That's not what Mom said. Well, wait. No.
has not mom say that's not what mom said. What mom says. Yeah. Anh này cũng đang tỏ là có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô bé này mẹ không phải không nói. Không phải những gì mà mẹ vẫn nói. Plenty of experience around the house, plenty of experience cooking. That's not what mom said. Well, wait. Here, let me try a piece first. Here, let me cool this off. Okay. Let me cool this off. Mình có cái cụm từ cool off và làm nguội cái gì, thổi nguội cái gì đấy. Cool off. Cool this off. Và đang nóng thế này. Let me try this first. Let me try a piece of this. Okay. Ooh, yeah. Ooh, this is great stuff. Great stuff. Tức là cái biểu thị bằng gương mặt, bằng khuôn mặt, rồi cái giọng điệu đấy thì có vẻ như là nó không ngon lắm đúng không? Yeah. Cái gì đấy nó không ngon lắm. Nhưng mà anh ấy vẫn nói là great. Okay. Great stuff. Ooh, yeah. Ooh, this is great stuff. Yeah, right. Why are you making that face? Well, it's just a... Oh, okay, cô bé đấy hỏi luôn. Why are you making that face? Yes. Yeah, ooh, this is great stuff. Yeah, right. Why are you making that face? Well, it's just a little rich for me, that's all. Let me try it. Why are you making that face? Well, it's just a little rich for me, that's all. Let me try it, Dad. Well, it's just a little rich for me, that's all. Rich. Yeah, ooh, this is great stuff. Yeah, right. Why are you making that face? Well, it's just a little rich for me, that's all. Let me try it, Dad. Dad, you put a little too much salt in it. And A little salt on this. You put a little too much salt. That's all. Let me try it, Dad. Dad, you put a little too much salt in it. Dad, you put a little too much salt in it. And besides, saltness. Yes. You put a little much salt on it. Try it, Dad. Dad, you put a little too much salt in it. Thêm một ít, gọi là gì nhỉ? A little too much. Nhiều, nhưng mà dạng là thêm một chút, mình dịch thế nào cho nó dễ hiểu nhỉ? A little rồi còn too much. Thêm một, gọi là nhiều muối quá trong trường hợp này. That's all. Let me try it, Dad.
Dad, you put a little too much salt in it. Em hiểu cô đấy là salt in it. Little too much. And beside burn. Cái câu cuối là beside Dad. Burn. Dad, you put a little too much salt in it. And besides, it's burned. Well. Beside burnt. It's size. Và cái cái mặt của nó bị cháy á. Bên cạnh của nó. Beside. Bên cạnh đó. Các cái bên besides. Dad, you put a little too much salt in it. And besides, it's burned. Well, and what's that? Besides burned. Yes. Besides burned. Okay. Tiếp tục ha. Why are you making that face? Well, it's just a little rich for me, that's all. Let me try it, Dad. Dad, you put a little too much salt in it. And besides, it's burned. Well, and what's that? well, that's just... Well, and what's that? Okay, câu là câu những người, cái câu bên, câu đệm. Salt in it. And besides, it's burned. Well, and what's that? well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Oh, not another one of your surprises! You put a little too much salt in it. And besides, it's burned. Well, and what's that? well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. And besides, it's burned. Well, and what's that? well, that's just part of my own adaptation of the recipe. And besides, it's burned. My own adaptation. Own adaptation. Dentation. Dentation. Yes, dentation. The recipe. Nghe loại cái đoạn này ha. Just a little rich for me, that's all. Let me try it, Dad. Dad, you put a little too much salt in it. And besides, it's burned. Well, and what's that? well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. My own dentation. A recipe. Tức là bạn ấy đang nói là cái cạnh bên nó bị cháy. Cạnh bên cháy thì cái từ dentation chính là cái đường viền của nó. Đường viền mà anh này anh đang giải thích cho ha. My own dentation là cái đường viền gì đấy anh ấy cố tình tạo ra đấy. Ông ấy cố tình tạo ra cái cháy đấy. Well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. I added some pumpkin. Some pumpkin. What's that? well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Chú ý cái từ quá khứ nhỉ? Added. I added some pumpkin. well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Oh, not another one of your surprises. giọng của trẻ con nói xong rồi lại còn nói nhõng nhẽo thành ra là cũng hơi khó nghe. It's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Oh, not another one of your surprises. Nghe một cái gì not another surprises, một cái gì đó ha, mình đoán cái gì đây. Cô bé có đang nhõng nhẽo ha. Yeah. And cái gì đó another surprise. well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Oh, not another one of your surprises. Not another one of your surprises. Not not another. Không phải là một cái điều ngạc nhiên khác của không có gì ngạc nhiên khác cả. Không phải là một cái điều ngạc nhiên khác của bố đấy chứ. It's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Oh, not another one of your surprises. Pumpkin doesn't go on pizza. Well, okay. Pumpkin does not go into the pizza. Yes. Pizza. Mm-hmm.
tức là chỗ này nếu mà mình hiểu nghĩa ra thì có thể anh này vẫn đang giải thích là có cho cái pumpkin vào nhưng mà cô bé này cô vẫn đang nhõng nhẽo hả? Đây đó thì không phải là một trong các cái điều surprise gây nhầm nghiên của bố, thậm chí là không cho cả pumpkin vào trong cái pizza đó luôn ha, cái bí đỏ đó ha. Not one of. Well, that's just part of my own adaptation of the recipe. I added some pumpkin. Oh, not another one of your surprises. Not another one of your surprises. Surprises. Pumpkin doesn't go on pizza. Well, pumpkin doesn't go on the pizza. Go on pizza. Doesn't go on pizza. Không được cho bí vào pizza. Đúng rồi, chính xác. Is this? Pumpkin doesn't go on pizza. Well, okay, pizza. Well, so what? What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't mess up on that. On pizza! Well, okay, well, so what? What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't... No, so what do we do now? Vâng, cái câu cuối của cái cô bé này khá là nhanh này. Không biết là có phải tên món ăn hay cái gì. Well, okay. Well, so what? What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't miss. Well, okay. Oh, well, wow. So what? What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't mess up on that, Dad. No, nó chỉ là câu như vậy thôi. Nó rất là nhanh. Rất là nhanh, rất khó nghe các bạn này. Wow. On pizza. Well, okay. Well, so what? What do we do now? Well, how about some cold cereal? Cold cereal. Một khi tạm gọi nên mình nếu mà mình đoán như là một loại thức ăn hay một cái tên cửa hàng hay cái gì đi thì nữa. Nhưng mà cái câu sau của cô bé đấy có thể xem là đoán là cái gì. Well, okay. Well, so what? What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't mess up on that, Dad. Câu cuối là can't. Này, câu cuối này. Có một cái từ đầu tiên là can't này này. Miss. What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't mess up on that, Dad. Can't miss up. Can't miss up. Well, how about some cold cereal? You can't mess up on that, Dad. Can't miss up on that. Dad. Mình có một cái cụm từ này nó cũng ít gặp này, ít gặp. Thực ra là yeah. Không phải cha nên miss. Cái giọng trẻ con nghe khó nghe quá. Khó nghe. Miss up on that dad là cái cuối là miss up on là một cái cụm là cứ liền nhau miss up rồi xong lại còn on this. Tức là that. Cái miss up on that là đừng có cố, tức là cái cụm miss up là cố gắng nhưng mà đừng có cố gắng hoặc là thất bại đấy, đại loại là đừng cái nghĩa của cái từ miss up là gần như một cái nghĩa như thế, cố gắng nhưng mà cái cố gắng đấy nó chắc chắn là nó sẽ bị thất bại. Cái cụm từ đấy miss up on something. Miss là cặp à bố, là thầy. Yes. Miss up on something. Miss up meet on something. Miss up on something. Something. Đôi khi nó còn một số nó cũng dùng chung như thế. Miss up on something có nghĩa là cố làm một cái gì đấy nhưng mà thất bại. Kiểu gì vẫn cứ thất bại nếu mà vẫn làm nó bằng nghĩa cái từ cố đấm ăn xôi của mình đấy, bằng có thể bằng nghĩa từ đó. Miss up on something. Thì cô bé này cô nói rằng đại loại là đúng không? Cái pizza nó đã như thế nó quá tồi tệ rồi đúng không? Không cần làm thêm bất kỳ cái gì nữa cả. Don't miss up. Can't miss up on that dad. What? What do we do now? Well, how about some cold cereal? You can't mess up on that, Dad. No, nó chỉ có như vậy thôi nên cái câu cuối cái đoạn giữa kia thực ra anh cũng không nghe được nó là cái gì đâu. Không biết nó là có phải tên cửa hàng hay một cái gì đó không? Hay tên món ăn? Mình chọn đáp án nào đi. A decide to go out for D.
It is something different. Có thể là phương án B nó phù hợp hơn đấy, vì nó không có đề cập đến cái nó, yeah. Bạn thì bạn này lúc mình chỉ nghe được một cái câu là how about một cái gì đấy, thì nó sẽ nghĩa tương đương là thế còn cái món này thì sao, ăn được cái này không, hay là một, tại sao không ăn cái món này chẳng hạn, cái câu how about đó. Mình hay sử dụng cái cụm đấy đúng không? How about meal, how about this film, how about cái gì? Sau khi các câu hỏi thì để mình có thể đoán cái là sẽ ăn một món khác. Ừ, ok. Mà nước ngoài nó nhiều có cái tên món ăn mình không thể biết được. Mình nghe tên lạ hoắc. Ok, đó là một cái bài nghe ha. Thế thì em cũng tiếp tục luyện nghe cái bài này đi. Vẫn là cái video yeah. đấy. Okay. Nghe lại. Đầu tiên là có thể là em sẽ nghe lại chính cái bài vừa rồi, cái bài số 1, mà còn 2-3 bài nữa trong cái bài số 11 này về đồ ăn. Nhưng mà bài số 1 này nó khó nghe hơn so với các bài sau đấy. Các bài sau anh nghe lướt qua rồi, cái số nó dễ nghe hơn. Ví dụ số mà đặt hàng ở cửa hàng, restaurant order hoặc những cái kia nó sẽ dễ nghe hơn hay một chút đó. Nên là nghĩa là những bài đấy em có thể tự nghe được. Nghe được. Và có thể buổi sau chúng ta cũng có thể dành một ít ở đầu đây để chúng ta cùng luyện nghe cái phần đó. Thì bài tập là em cứ luyện nghe bài 2, bài 3 và 4, ok. Yeah. Còn cái bài restaurant, bữa sau mình có một út chút về cái phần speaking và respond, restaurant, ok. Buổi sau luyện nghe hết hai bài này và nói về phần speaking. Còn bài cuối cùng là shopping là cũng không phải cái chủ đề, nó nghĩa là cũng chủ đề nó phù hợp với chị em phụ nữ nhiều chứ hả. Shopping. Well, okay. chúng ta sẽ học thật là nhanh để hết cái bài, có buổi sau hết cái bài shopping luôn. Để xem là mình sẽ buổi tới buổi thứ mấy rồi nhỉ, để con sắp xếp lồng một vài các chương trình khác vào hết cuốn này, lồng các chương trình khác, lồng một chương trình về dành cho người đi làm một chút. Ok, mình xem hôm nay là buổi thứ buổi hôm nay à, nhìn lịch cho này, hôm nay 14 là hôm nay 13 14 eating out, hôm nay là buổi số 14 rồi. Ok, mình có 20 buổi nhỉ. Dạ. Nhanh lắm okay. Thầy ơi, chết mất. Ok, 14 tức là 14 eating out food. Và bổ số 15 có 10, số 15 tiếp tục là eating out. Eating out food, eating out và shopping là số 16, vậy sẽ còn 4 buổi. Ok, là phù hợp đó. Anh nghĩ là 4 buổi cuối đấy thì mình sẽ nói nhiều về các phần về công ty, về cấu trúc công ty, về marketing, về những cái chủ đề khác. Mình sẽ có 4 buổi kia, mình sẽ bổ sung khác. Về 14, 15, buổi sau là eating và listening tiếp. Và buổi cuối cùng là về buổi số 16 là về shopping. Chủ đề shopping chúng ta đi cũng thật nhanh thôi, vì nó cũng không có nhiều cái mới lạ lắm ở trong cái shopping, vì nó khá là quen thuộc đối với chị em phụ nữ rồi. Yeah. Ok, lịch là như vậy. Còn 4 buổi cuối cùng là mình sẽ thiên về cái đó thì anh, trước khi anh sẽ gửi lại một số các tài liệu về cái phần company, rồi marketing, rồi về sale cho em, để mình học cái phần đó. Ok, yeah. Rồi, goodbye. Yeah. Goodbye. Families, food and drinks, eating out là the way you say it. Từ trình độ bắt đầu học tới trung cấp, tới nâng cao hơn. International business stores, rồi retailing bán lẻ dành cho cả những anh kỹ sư như là PPE, managing conflicts at work. Chủ đề nhạy cảm, ví dụ như là quấy rối tình dục nơi công sở. Nếu các bạn thấy những nội dung trên kênh của mình hữu ích, xin vui lòng bấm nút đăng ký và bấm hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra cái video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!